Mình định rơi chìa khóa đấy các bạn này. Cái đường mới Mun, xuống đây con. Nào Bo xuống đây, đi. Bế con đấy đi. Đi Bo ơi, đi. Đi. Con xuống sao ăn nè. Đi con. Đi con Bo, đi. Đi, Bo ơi. Em ơi, đi. Em đi ra đây để ăn. Đi. Xin chào các bạn nhá, các bạn ơi. Hôm nay mình cho hai bé đi ra ngoài đồng lúa này nhá các bạn. Đây này, lúa rất là nhanh, đã đang gặt rồi đấy các bạn. Có ruộng thì đang gặt, còn có ruộng thì chỉ độ chục hôm nữa là gặt hết rồi các bạn ạ. Rất là nhanh phải không các bạn? Bo ăn đi con. Này con cầm này. Con cầm này. Mun chị ăn ghê. Bo nó bóc lấy ăn ngon lành. Ôm Bo, Mun sắp cướp của em con. Nào quay đây con.
Nó thích ăn quả này. Ôi rơi mất rồi con. Quả này bị hỏng rồi con ạ. Quả này hỏng rồi. Không được quả nào. Bỏ quả mùn ăn nhanh quá. Thứ hai đứa này có mỗi cái quả này là thích ăn nhất nhỉ. Đây đây quả của con đây. Đừng chanh của em. Đây đây của con đây. Hôn. Thôi già. Đây đây. Cái ăn hết túm mấy rồi đây các bạn này, túm măng cụt ở đây này. Hai bé này thích ăn nhất là măng cụt các bạn. Chào bác Tâm. Gầy quá. Buồn. Mun. Mun. Rơi chìa khóa đấy các bạn này. Đây, về đây. Ngồi lên.